Thủ tướng Chính phủ thăm chúc Tết các đơn vị tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên chúc Tết cán bộ y bác sĩ tại Hà Nội. Sáng nay 31 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết đội ngũ bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tại quận Hoàng Mai. Tiếp đó, Thủ tướng đã tới thăm chúc Tết đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhắc lại thời điểm hết sức cam go khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trong tháng 7-8 năm 2021, yêu cầu đặt ra là phải thiết lập một số bệnh viện dã chiến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nghe lãnh đạo bệnh viện trao đổi về một số vướng mắc về kinh phí và trang thiết bị. Ngay lập tức, Thủ tướng đã gọi điện cho một số nhà tài trợ. Sau đó, công việc được tiến hành rất nhanh. Thủ tướng biểu dương tinh thần tích cực của Hà Nội, Bộ Y tế, Đại học Y Hà Nội trong việc góp phần hình thành bệnh viện này. Thủ tướng nhớ lại, vào quý 3 năm 2021, trong bối cảnh hết sức khó khăn do chưa có đủ vaccine, thuốc đặc trị, chưa hiểu hết về biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, khó kiểm soát hơn, trong khi Việt Nam lại chưa có nhiều kinh nghiệm chống dịch, năng lực y tế chưa được nâng cao. Vì vậy, thời điểm bấy giờ buộc phải áp dụng các biện pháp hành chính nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân. Sau nhiều tháng cả nước gồng mình chống dịch, đến nay, Việt Nam đã đúc rút kinh nghiệm và công thức phòng chống dịch sát tình hình và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Xét nghiệm là phải thần tốc, đúng không? An toàn, hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Ta áp dụng cái biện pháp này. Điều trị thì thế nào? Điều trị thì phải từ sớm, từ xa, ngay tại từ cơ sở. Để người bệnh tiếp cận sớm nhất với các biện pháp y tế và ngăn chặn cái chuyển nặng, ngăn chặn cái tử vong. Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, độ bao phủ vaccine đạt tương đối cao, kinh nghiệm và năng lực ứng phó dịch bệnh được nâng lên, thực hiện kết luận của Trung ương, chúng ta chủ động, tự tin chuyển hướng chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo nghị quyết 128 của Chính phủ, tự tin, yên tâm mở cửa trở lại. Kinh tế quý 4 năm 2021 và tháng 1 năm 2022 phục hồi và khởi sắc. Ân cần thăm hỏi các bệnh nhi và người nhà, mừng tuổi các cháu nhân dịp Tết đến xuân về, Thủ tướng Phạm Minh Chính thấu hiểu và động viên họ khi không được vui xuân đón Tết tại quê nhà, phải trực chiến với bệnh tật. Hiện Bệnh viện Nhi Trung ương còn khoảng 600 cháu đang điều trị tại đây trong dịp Tết. Cũng tại đây, qua hệ thống trực tuyến, Thủ tướng thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Vĩnh Long. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương những thành tựu, kết quả trong hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành của Bệnh viện Nhi Trung ương, mong muốn bệnh viện tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo yêu cầu của một bệnh viện tuyến cuối. Thủ tướng đề nghị Bệnh viện Nhi và ngành y rà soát lại những công việc phải giải quyết trước mắt, tình thế, đồng thời phải suy nghĩ chiến lược lâu dài, giải pháp căn cơ về chăm sóc sức khỏe trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Thủ tướng cũng lưu ý, thời điểm này, các y bác sĩ cần tích cực động viên tâm lý các cháu và gia đình để nâng cao hiệu quả điều trị. Tình hình sắp tới còn nhiều phức tạp, biến chủng Omicron lây lan rất nhanh và có thể xuất hiện những biến chủng mới. Thủ tướng yêu cầu Bộ, ngành y tế tiếp tục tổng kết, xây dựng lý luận, xây dựng ngành khoa học nghiên cứu COVID-19, rút kinh nghiệm, cương quyết xử lý các vụ việc tiêu cực. Thủ tướng cũng đề nghị làm tốt chính sách với đội ngũ y bác sĩ, không để thiệt thòi, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì sức khỏe, tính mạng nhân dân. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thần tốc hơn nữa trong triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân để đạt mục tiêu đã đề ra. Bởi thực tiễn cho thấy, đa số các ca chuyển nặng và tử vong là những người chưa tiêm vaccine, người cao tuổi có bệnh nền. Đồng thời tổ chức ứng trực tốt, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết. Các đồng chí cần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, đặc biệt là xem xét các khu công nhân ở các khu công nghiệp, để Tết này không người dân thủ đô nào thiếu ăn, thiếu mặc, bảo đảm mọi người dân, mọi gia đình đều được vui xuân, đón Tết, thực hiện tốt các chính sách của người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đúng đối tượng, chế độ quy định. Cùng với đó là quan tâm chăm lo chế độ cho cán bộ chiến sĩ, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đón Tết Nhâm Dần với tinh thần vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, bảo đảm mỗi cán bộ chiến sĩ đều được vui xuân đón Tết. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi tới thăm và chúc Tết Công an thành phố Hà Nội vào sáng nay. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nói chung và công an thủ đô nói riêng đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của thành phố Hà Nội và của đất nước trong năm 2021. Điểm nổi bật nhất trong năm 2021 là lực lượng công an Hà Nội đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Cùng với đó, năm 2021, Công an thành phố Hà Nội đã không quản ngại khó khăn gian khổ, xa gia đình, người thân, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân trong vùng dịch, khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch, tham gia vận chuyển hàng hóa, góp phần quan trọng trong chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương lực lượng Công an đã nắm chắc tình hình, phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử vụ án này, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Năm 2022, dự báo tình hình quốc tế và trong nước có những cơ hội thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn. Nhiệm vụ đặt ra cho Công an Hà Nội nặng nề hơn. Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nói chung và Công an thủ đô nói riêng tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và thành phố Hà Nội trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mọi hoạt động của lực lượng Công an phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần phục vụ đắc lực, hiệu quả, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị lực lượng Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị của Hà Nội để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, gắn kết chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh trật tự với thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo đảm an dân, an sinh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đặc biệt, Công an thủ đô cần tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan và các quận huyện tiến hành tiêm vaccine cho người dân, thần tốc và thần tốc hơn nữa, phối hợp tiến hành mở cửa an toàn cho trường học. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm và động viên các cán bộ y tế tại Bệnh viện Phổi Trung ương và kiểm tra công tác thu dung điều trị cho người bệnh F0 tại trạm y tế lưu động, cũng như việc thực hiện triển khai tiêm vét tại nhà cho người dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, 2 năm qua, các cán bộ Bệnh viện Phổi Trung ương đã rất nỗ lực tham gia công tác chống dịch COVID-19. Cùng toàn bộ lực lượng trong ngành quân đội, công an và toàn dân đã chấp nhận tất cả mọi khó khăn rủi ro, đã có hy sinh. Trong thời gian tới, chắc chắn sẽ còn những khó khăn hơn nữa. Người chống dịch luôn xác định tâm thế phải đối diện với khó khăn thách thức với chủng mới của virus SARS-CoV-2. Bệnh viện Phổi Trung ương hiện nay cũng là đơn vị xây dựng mô hình quản lý COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng tại cộng đồng. Trạm y tế lưu động phường Vĩnh Phúc là nơi triển khai mô hình này đầu tiên trên địa bàn quận Ba Đình với sự hỗ trợ của Bệnh viện Phổi Trung ương. Phường Vĩnh Phúc hiện có 745 F0, 569 ca điều trị tại nhà, 196 ca ở tại trạm y tế lưu động. Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của y tế cơ sở, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Các cán bộ nhân viên y tế sẽ phải chịu áp lực nhiều hơn. Các cán bộ tổ dân phố, phường cần đẩy mạnh việc hướng dẫn người dân tự test nhanh tại nhà, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, để có thể hạn chế việc đi lại, cũng như giảm tải cho y tế cơ sở. Thưa quý vị, một năm Tân Sửu đầy biến động đã đi đến ngày cuối cùng. Năm vừa qua, cả nước ta đã cùng nhau đoàn kết, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức do đại dịch và những biến động của thế giới. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta mới thấy được sự đồng lòng đoàn kết của những con người Việt Nam, nhìn thấy được những hy sinh, hiểm nguy của những con người nơi tuyến đầu chống dịch. Để hôm nay chúng ta có dịp được đoàn tụ, sum vầy cùng gia đình trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Trong năm Tân Sửu, làn sóng dịch COVID-19 tiếp tục gây bao mất mát, đau thương cho hàng triệu người dân Việt Nam. Trên mặt trận chống giặc vô hình, tàn khốc ấy,
đã có hàng chục nghìn y bác sĩ, chiến sĩ thực hiện sứ mệnh cao cả, đi vào tâm dịch chiến đấu, quyết tâm điều trị, cứu chữa cho bệnh nhân. Không ít người bị nhiễm bệnh và trong số đó đã có những người nằm xuống. Họ được ngợi ca là những thiên thần, những anh hùng vì những cống hiến, hy sinh khó đồng đếm. Một năm đầy khó khăn vất vả, giờ đây khi Tết đến xuân về, có những bác sĩ chiến sĩ được trở về trong vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình. Song cũng có những người vẫn đang tiếp tục thầm lặng, miệt mài cống hiến, hy sinh quên mình. Với người được trở về, Tết đoàn viên năm nay thật đặc biệt, bởi đó là Tết của tình yêu thương lan tỏa. Tháng 8 năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 105 tăng cường vào tâm dịch. Xung phong vào tuyến đầu chống dịch, bác sĩ Nguyễn Thị Thu được phân đảm trách vai trò chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Dã chiến số 5D. Rất là vất vả vì bệnh nhân rất là đông. Thời tiết thì lại nắng nóng, phải vào trong buồng bệnh 3K liền. Mặc đồ bảo hộ thì nóng mà đóng quân thì lại ở ký túc xá. Thành ra là nhiều nhà cao tầng phải đi lên đi xuống nóng nực và mồ hôi ra nhiều. Là cái kính bảo hộ của mình nó cũng rất là mờ. Đặc thù của khoa tôi là điều trị cho ngoài những bệnh nhân diễn biến bình thường đấy, có những bệnh nhân đặc biệt là sản phụ, các cháu nhỏ. Vì là khu ký túc xá nên là các cái ô cửa sổ nó rất là rộng. Lúc đấy mình cảm thấy là nếu như không may mà các cháu nó chui qua cái khe cửa mà nó rơi xuống thì rất là nguy hiểm. Lúc đó mình cảm thấy là rất là nặng nề. Có cụ bà 72 tuổi, khi đó bà vào thì cùng với hai đứa cháu nhỏ, bố mẹ cháu thì đi cách ly ở khu công nghiệp, thì vào thì ba bà cháu khổ lắm, lách mách đưa đồ các thứ vào, nhưng sau đó thì đến buổi chiều là bà chuyển biến nặng. Cuộc đời của mình thì khi mình bước chân vào quân ngũ thì chưa bao giờ có mình gặp phải những cái nỗi buồn và những cái mất mát như cái đợt công tác vừa rồi. Đó cũng là một cái trải nghiệm để mình biết được là cũng còn người rất là vất vả. Giữa tầm bão, giữa lằn danh sống chết hiện hữu từng ngày, chị Thu cùng các đồng nghiệp phải luôn giữ vững ý chí, bản lĩnh. Bởi họ chiến đấu không chỉ giành giật sự sống cho người bệnh, mà còn vì niềm tin, niềm mong đợi của triệu triệu đồng bào, mong người thân trở về. Mẹ đi đây đã một tuần, con luôn nhớ mẹ khắc vào trong tâm. Mẹ ơi mẹ cứ an lòng, mẹ đi chống dịch con ngoan ở nhà. Ông bà cô bác gần xa, sớm hôm đăm hỏi động viên tuyến đầu. Mong cho sức khỏe người dân, dẹp tan dịch bệnh mẹ về với con. Nghe tiếng gọi hiệu triệu của Tổng Bí Thư, thì tôi cũng động viên các con tôi là sẵn sàng để mà lên đường vì miền Nam thân yêu. Vì miền Nam ruột thịt, đấy, mình cần phải vào sớm để mà bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng và nhân dân. Thế nào, chiều nay học cái môn gì con? Dòng thơ chất chứa nỗi niềm nhớ thương, tin yêu của cô con gái 15 tuổi cùng sự khích lệ của người cha từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã tiếp thêm ý chí, năng lượng cho bác sĩ Thu nơi đầu trận tuyến. Sau 4 tháng công tác miền Nam, chị trở về Hà Nội. Trải qua trận chiến chống dịch khốc liệt, chị càng thấm thía hơn về ý nghĩa của sự bình an sum vầy. Dịch bệnh trong thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đã là về vùng xanh và tỉnh Bình Dương đã là khá là ổn định. Nên mình về trong không khí đón xuân như thế này thì mình thấy là hạnh phúc và cảm thấy là mình may mắn hơn những số phận mà những người bệnh nhân đã tử vong hoặc những gia đình đã phải chia lìa với người thân, không bao giờ trở lại để sum vầy cùng nhau trong cái không khí đón xuân như thế này. Nên mình cảm thấy rất là trân trọng cái cuộc sống hiện tại. Những trải nghiệm với không ít lặng lẽ, đau đớn và xúc động của chị Thu và nhiều đồng nghiệp khác khiến chúng ta, dù ở hoàn cảnh nào, cũng thêm trân quý sự sống, thêm nâng niu những phút giây sum vầy bên gia đình, người thân. Và ngay lúc này, khi mọi gia đình đoàn viên, thì ở tuyến đầu chống dịch,
Ở những vùng biên cương, hải đảo, vẫn có những chiến sĩ đang thầm lặng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày này, Sài Gòn, Bình Dương dần kiểm soát được dịch, dần mở cửa cuộc sống bình thường mới. Hàng chục ngàn y bác sĩ, nhân viên y tế được trở về với công việc thường ngày, với gia đình, người thân. Có thể nhiều người trong họ còn chưa được biết tên, chưa kịp nhận lời cảm ơn. Nhưng hình ảnh, sự ân cần của họ sẽ còn mãi trong lòng bệnh nhân, trong tình yêu thương, kính trọng của nhân dân cả nước. Thưa quý vị, sự hồi sinh trong dịch bệnh có lẽ không chỉ ở những bệnh nhân F0 mà còn ở những trường hợp đặc biệt, những em bé được sinh ra trong hoàn cảnh bố mẹ đang nhiễm COVID-19. Phải rời vòng tay mẹ từ khi lọt lòng, hàng nghìn em bé được đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên hết mực yêu thương, chăm sóc. Ngay sau đây sẽ là câu chuyện về tấm lòng của những nữ hộ sinh, về sự đoàn tụ của một gia đình F0. Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày cuối năm. Trải qua quãng thời gian dài trong bệnh viện, chiến đấu với căn bệnh COVID-19. Hôm nay, gia đình anh Lê Tấn Lợi được đón một niềm vui vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên, vợ chồng anh được gặp mặt đứa con gái bé bỏng của mình. Lúc chị sinh xong thì không có được kề da với bé. Chị chỉ nhìn mặt bé được lần rồi ẵm bé đi cách ly riêng với chị á. Nên là giờ gặp mặt bé thì chị rất là mừng, rất là vui, rất là hạnh phúc luôn á. Niềm hạnh phúc khi ôm con vào lòng, khi cả gia đình được đoàn tụ sau cơn bão đại dịch. Có lẽ đây là cái Tết không thể nào quên đối với vợ chồng anh Lợi. Vợ của tôi với lại con tôi là người cố gắng mạnh khỏe vượt qua. Và hai mẹ con cùng về với gia đình. Nói chung là cảm giác thật là very good. Tuyệt quá tuyệt vời. Trong cái thời điểm này thì không gì quý giá bằng cả gia đình được đoàn tụ. Tất cả những thứ khác bây giờ nó không quan trọng nữa. Cả gia đình được đoàn tụ là hạnh phúc lắm rồi. Các con được trở về trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Đó không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là niềm hạnh phúc của các bác sĩ, các tình nguyện viên đang ngày đêm chăm sóc cho các bé tại Bệnh viện Hùng Vương. Thấy mẹ bị bệnh thì cái tình hình dịch là mình cũng không biết được là mẹ nó làm sao. Mình cũng sợ mẹ nặng hơn hay là này nọ, cho nên là lúc nào cũng thương các con. Tội nghiệp. Em bé mà thử ra âm tính thì mình mừng vui lắm chứ, để cho nó về. Gần 1.000 trẻ sơ sinh có mẹ là F0 đã và đang được chăm sóc tại các bệnh viện kể từ đầu làn sóng dịch lần thứ tư bùng phát. Một con số không quá lớn, nhưng cũng là những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cán bộ, y bác sĩ. Những nỗ lực để gìn giữ cho hạnh phúc được vẹn nguyên. Những nỗ lực vì các mầm non tương lai. Không phải chỉ có chuyện mà cho bé ăn, thay tả cho bé, mà con cần sự an toàn, con cần sự yêu thương, con cần sự vỗ về. Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể của mình để làm sao để trao đến cho các cháu cái tình thương hết sức có thể của mình. Tết năm nay là một cái Tết thật đặc biệt, một cái Tết mà có lẽ chỉ cần được đoàn tụ với gia đình. Được ở bên những người thân yêu là đủ để hạnh phúc. Và nhờ có tình yêu thương, sự hy sinh của các y bác sĩ, các tình nguyện viên, mà ngày Tết của những gia đình giống như gia đình anh Lợi, chị Diễm đã được vẹn nguyên, đong đầy. Ngoài những y bác sĩ, chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch, từ hiện thực đời sống cũng xuất hiện những tấm gương rất đỗi mộc mạc, dung dị. Đó là những người dân không mang trên mình trách nhiệm, nghĩa vụ được quy định bởi nghề nghiệp, mà bằng lương tri, bằng sức mạnh thiện nguyện, đã giang tay chia sẻ, giúp đỡ hàng triệu đồng bào cơ cực lầm than trong cơn bão bệnh COVID-19. Vâng, họ đã tiếp sức và lan tỏa sức sống mãnh liệt trong đời thường. Câu chuyện sau đây sẽ kể về một công việc thiện nguyện của một người phụ nữ.
chị đã cầm lá đơn kêu cứu của hàng nghìn lao động Việt Nam ở Đài Loan đến các cơ quan có thẩm quyền, giúp người lao động có được tấm vé để trở về quê hương. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều thời điểm các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách nhập cảnh vào Việt Nam bị cấm. Lúc bây giờ dịch bệnh không có một chuyến bay nào thương mại 50 triệu cũng không có, 100 triệu cũng không có, mà chỉ lúc bây giờ chỉ mong chờ được, tha thiết mong chờ Bộ Ngoại giao bố trí những cái chuyến bay về cho chúng tôi. Lúc bây giờ chúng tôi chỉ mong là thôi về quê hương được, nếu chết thì phải chết ở quê hương, chứ nếu những cái trường hợp như ở bên đấy là đau ốm bệnh tật chết bên đấy thì chỉ có tàn tro mang về thôi. Hàng trăm nghìn người, Việt kiều, du học sinh, người lao động từ khắp các quốc gia trên thế giới muốn trở về Việt Nam. Đơn cử tại Đài Loan, nơi có lượng lớn lao động người Việt, có hơn 4.000 thai phụ được mong mỏi trở về. Dịch bệnh đã bùng phát và thực sự là đối với người phụ nữ đang có bầu như mình thực sự rất là lo sợ. Tại vì là không những ảnh hưởng đến sức khỏe của mình lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe của con nữa. Lúc đấy là rất muốn là về với gia đình. Hơn 16 năm làm việc tại Đài Loan, vươn lên từ nghèo khổ, chị Thảo Vân thấu hiểu được nỗi thống khổ của người lao động tha hương. Hàng tháng trời, chị trăn trở thu thập thông tin và tìm mọi cách để giúp đỡ người lao động. Có một đêm mình không ngủ một tí nào luôn, mình đi tầm 3 giờ sáng thì dậy xong là bắt đầu mới ngồi viết một cái lá đơn kêu cứu là gửi đến chính phủ, thế rồi gửi đến Bộ Ngoại giao, gửi đến văn phòng Đài Bắc. Rồi Ủy ban Người Việt tại nước ngoài. Cầm hàng nghìn đơn kêu cứu của người lao động, chị liên tục đi lại giữa các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Giữa những ngày nắng nóng như đổ lửa, có khi trong túi chị không còn có nổi 100.000 tiền xe ôm. Rồi đến một ngày, nỗ lực không ngừng nghỉ của chị đã đạt được thành quả. Đang đi ngoài đường thì thấy có cuộc điện thoại lạ thông báo là Đài Loan được ưu tiên 4 chuyến bay nhân đạo về trong tháng này. Chỉ nghe được mỗi câu là Đài Loan được 4 chuyến bay nhân đạo thôi. Thế là mình người nó cứ bâng khuâng như kiểu nó vui kiểu gì, là nước mắt nó cứ chảy ra, nó khóc, cứ khóc tinh tích ấy. Lúc đấy cảm giác như kiểu là mình được về để nói lại thì tôi sẽ không bao giờ nói về cái sự gian khổ của tôi là mang đơn đi kêu các cấp chính quyền để xin các chuyến bay nhân đạo về. Mà tôi chỉ nói gọn những cái điều mà mình cảm thấy là hạnh phúc nhất, đó là được cái sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ và đặc biệt là của Ủy ban Người Việt tại nước ngoài ở Hà Nội thì đã hỗ trợ và giúp đỡ rất là nhanh cho tất cả những cái đối tượng ưu tiên mà được ở Đài Loan về Việt Nam. Thật sự là rất là cảm ơn. Tết luôn là dịp hai tiếng quê hương, hai tiếng tổ quốc thúc giục người xa xứ trở về. Đối với những người phụ nữ này, được trở về quê hương trong bối cảnh đại dịch, nhận sự che chở của gia đình, người thân để sinh con, nuôi con khôn lớn, đó là một điều kỳ diệu. Lúc đấy là có được tấm vé ở trong tay thực sự là quý hơn vàng. Chị Thảo Vân giúp đỡ rất nhiệt tình và không hề lấy một đồng nào. Rất là vui mừng và rất là sung sướng vì đã được đón cái Tết ở Việt Nam, ở chính gia đình thân yêu của mình. Rất là vui vì mình đi xa quê hương mà trong lúc dịch bệnh như thế này mà nhà nước đón chào tất cả mọi người ấy, hỗ trợ gọi là chuyến bay nhân đạo cho mọi người về đấy. Đất nước luôn chào đón những người con của dân tộc trở về. Do dịch bệnh COVID-19, hành trình về quê hương đón Tết tuy gian khó nhưng thành công trong nỗ lực của chính phủ và người dân. Và trong đó không thể không kể đến sự đóng góp của những người tình nguyện như chị Thảo Vân, người luôn tâm niệm, thiện nguyện như là nghiệp, là duyên với đời. Mỗi năm Tết đến xuân về là một dịp để toàn dân tộc ta đoàn viên, để mỗi gia đình đoàn viên. Đây cũng là thời khắc chúng ta cùng chia sẻ ngọt bùi, chia sẻ những gì là thành công hay chưa thành công, những gì là may mắn hay chưa may mắn trong năm qua.
Năm Tân Sửu dần khép lại, cuộc sống dần thích nghi với trạng thái bình thường mới. Một năm đầy khó khăn vất vả, trước thử thách nghiệt ngã khốc liệt của dịch bệnh COVID-19. Nhưng qua đó thấy được sự nỗ lực phi thường của người Việt Nam. Trong gian khó có yêu thương, đoàn kết. Tinh thần tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách vẫn được thể hiện mỗi ngày trong những việc làm bình dị mà cao quý, vẫn tỏa sáng lấp lánh và mang sức mạnh trường tồn của dân tộc. Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt may chiếc khẩu trang vải hỗ trợ phòng dịch. Anh Vũ Quốc Cường, người tích cực hoạt động thiện nguyện, đã qua đời vì nhiễm bệnh. Chị Trần Huệ, người phụ nữ đi xếp lê phát tiền cho người lao động di cư. Đó là những tấm gương sáng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì cộng đồng. Và trên mọi miền đất nước, còn biết bao trái tim thiện nguyện khác đang thầm lặng, miệt mài đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn. Dân tộc Việt Nam mình là như thế, cứ mỗi lúc mà phải đương đầu với những cái thử thách cam go khốc liệt thì cái sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là cái tinh thần nhân văn nhân ái, những cái giá trị cao đẹp, lá lành đùm lá rách, cái ý chí quật cường vươn lên nó lại được tỏa sáng. Trên 8.000 tỷ đấy để ủng hộ cho cái quỹ vaccine phòng chống dịch như vậy. Chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước tức là huy động cao độ cái sự đóng góp của mọi người đấy, để mà vừa là thực hiện một cái chiến lược kép đấy, tức là vừa là phòng chống dịch hiệu quả và vừa là phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đất nước. Thì tôi thấy rằng là phải nói không lúc nào chúng ta có thể nói là đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm đến cao độ như vậy. Trong lời hiệu triệu cả nước phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái chống đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa. Toàn dân tộc, muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Vui xuân, vui Tết, nhưng nhân dân cả nước không được lơ là nhiệm vụ chống dịch. Chúng ta được ăn một cái Tết đoàn viên, dù là trong điều kiện bình thường mới nó chưa được như là cái điều kiện mà chúng ta mong đợi, thì chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta phải nhớ ơn cái đội ngũ tuyến đầu, những cái đội ngũ y bác sĩ, những đội ngũ thầy thuốc, rồi những chiến sĩ công an, rồi những chiến sĩ bộ đội vẫn phải ngày đêm trực 24/24 để lo cho những bệnh nhân, lo cho những F0, lo cho những người đang phải cách ly, đang phải điều trị, và đặc biệt là chuẩn bị sẵn sàng cái tâm thế cho cả nước tiếp tục vững vàng trong những cái bước thử thách tiếp theo. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Tin tưởng rằng trong năm Nhâm Dần, đất nước ta, dân tộc ta sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái, đoàn kết. Mỗi người dân sẽ sống có trách nhiệm hơn với quá khứ, với hiện tại và cả tương lai. Và vì vậy cũng thêm yêu quê hương đất nước, thêm gắn bó với gia đình, với dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều người không thể về quê để đón Tết. Tại đây dịch bệnh cũng khiến cho nhiều người không thể trở về quê nhà sum vầy, đoàn tụ với gia đình và người thân. Tết nơi thành phố hoa lệ nhưng cũng thoáng có chút khắc khoải, bồn chồn. Sau đây mời quý vị cùng theo chân nhóm phóng viên của chúng tôi để theo dõi câu chuyện về ngày Tết của những người ở lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cuối năm, dãy nhà trọ công nhân nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Tấn Phát vẫn còn tấp nập người ra vào. Gia đình chị Thái Thị Nhung, vợ là công nhân, chồng là tài xế,
Cả hai đều thất nghiệp khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư ập đến. Mặc dù đã cố gắng bám trụ tại thành phố, nhưng giờ đây chị Nhung vẫn chưa tìm được việc làm và cả gia đình vẫn chỉ sống dựa vào những đồng thu nhập ít ỏi của người chồng. Không có tiền, đồng nghĩa với việc Tết này, gia đình chị chẳng thể nào về quê đón Tết. Bây giờ thì cũng thì có gì ăn nấy thôi chị ơi. Chứ bây giờ thì cũng không có kinh tế để tăng, để chuẩn bị như mấy năm trước. Thì em cũng ở đây ăn Tết. Không thể đưa các con về quê đón Tết, điều mà vợ chồng chị Nhung mong muốn nhất lúc này có lẽ cũng chỉ là làm sao để các con được mặc những chiếc áo mới trong ngày đầu xuân năm mới. Thằng nhỏ thì cũng có đòi. Con có đòi mẹ nói mẹ để mẹ mua cho con vài bộ. Mẹ cố gắng mẹ mua cho con vài bộ con mặc cho mấy cùng với mấy bạn. Chắc có lẽ chắc có lẽ là phải cố gắng em mua cho con. Còn đây là mâm đồ Tết của vợ chồng anh Lê Minh Hùng. Trong đợt dịch lần thứ tư vừa rồi, cả hai vợ chồng anh Hùng đều mắc COVID-19 rất nặng, phải gửi con gái về quê cho ông bà chăm sóc. Vừa được xuất viện vào những ngày cuối năm, hai vợ chồng anh cũng không thể về quê cùng gia đình đón Tết vì sợ còn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Rồi con đang làm gì đó? Con nhớ cha không? Cha mẹ cũng nhớ con nữa. Dịch bệnh còn tùm lum á, cha về không có được. Nó không lây bệnh lắm. Cha không có về con buồn không? Con ở nhà con ngoan nha không? Mà năm nay thì chỉ có buồn là không dám về quê thôi. Tại vì mình mới chỉ trải qua bệnh dịch, mình thấy sợ lắm. Ở dưới quê thì toàn là người già nhiều. Mình cũng đang lo lắng cho con nữa. Nên cũng thấy có hơi buồn. Đối với những người ở lại, Tết năm nay là một cái Tết thật đặc biệt. Một cái Tết mà chẳng thể được về nhà đón năm mới cùng người thân. Một cái Tết không được đoàn tụ, sum vầy bên gia đình. Tết năm nay điều hạnh phúc nhất đối với họ có lẽ là còn được nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Khỏe mạnh, bình an, vậy là đủ. Cùng trong cảnh không được về quê đón Tết, thế nhưng không phải vì lý do dịch bệnh mà vì tiến độ công việc. Những kỹ sư, công nhân thi công dự án cao tốc Bắc Nam cũng đón Tết tại công trường. Thời điểm xuân về khắp mọi miền Tổ quốc, trên nhiều công trình giao thông trọng điểm của đất nước, không khí thi đua lao động vẫn hết sức nhộn nhịp. Vượt qua mọi sự xa xôi cách trở, mọi sự khắc nghiệt về điều kiện thời tiết khí hậu hay dịch bệnh, hàng nghìn kỹ sư công nhân vẫn miệt mài tăng ca làm việc, không kể ngày đêm, để đẩy nhanh tiến độ. Qua đó góp phần vào sự thay đổi diện mạo, cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như của đất nước. Ngày đầu tiên của năm mới xuân Nhâm Dần 2022 thì rất nhiều các mũi thi công trên công trường dự án cao tốc Bắc Nam vẫn được đang đẩy nhanh tiến độ, cùng với đó là việc đảm bảo về môi trường và phòng chống dịch bệnh để góp phần đạt được cái mục tiêu đã đề ra, đó là hoàn thành tiến độ đúng với cam kết đối với chủ đầu tư. Gói thầu số 12XL dự án Mai Sơn quốc lộ 45 dài 6,6 km, 8 mũi thi công đang được tổ chức 3K4 kíp, sản lượng thi công đến nay đạt khoảng hơn 48%. Riêng hạng mục phức tạp nhất là hầm thông thi dài 680m hiện đã được đào thông 2 ống hầm đạt 70% tiến độ. Trong dịp Tết Nguyên đán, nhà thầu sẽ tổ chức đào hạ nền và thi công vòng ngược hướng tới mục tiêu đưa công trình vượt tiến độ 3 tháng. Để đảm bảo cái chế độ làm Tết cho anh em ấy, đích thân tôi giám đốc ban điều hành là tôi trực tiếp thi công, tôi trực tiếp ở tại dự án. Và chế độ của giám đốc ban điều hành như nào thì anh em cũng như thế. Chúng tôi làm 24 tiếng một ngày, chia 3 ca. Hiện dự án Mai Sơn quốc lộ 45 đang triển khai 68 mũi thi công tại 5 gói thầu, gồm 30 mũi thi công đường, 34 mũi thi công cầu và cấu kiện, 4 mũi thi công hầm. Ban điều hành dự án cùng các đơn vị tư vấn giám sát nhà thầu thi công đã đăng ký kế hoạch thi công cả trong dịp Tết Nguyên đán. Dự kiến đến hết tháng 2 năm 2022, sản lượng thi công dự án sẽ được nâng lên khoảng hơn 50%. Tết cổ truyền ấy thì với tất cả anh em thì đều có những cái tâm trạng nhất định. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã vận động, động viên để anh em xác định cái tinh thần, ý thức đối với cái công việc. Và lúc nào ở trên công trường cũng có bộ phận của ban quản lý dự án, của tư vấn giám sát và nhà thầu. Tất cả các mũi thi công nhà thầu triển khai đều có các cái cơ quan liên quan để thực hiện nghiệm thu rồi là kiểm soát rồi đánh giá các cái công việc nhà thầu thực hiện
Tại buổi lễ phát động thi đua lao động trên công trường trọng điểm cao tốc Bắc Nam, các đơn vị cam kết tổ chức triển khai thi công bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, hoàn thành dự án đúng tiến độ. Mùa xuân này, trong khí thế thi đua sôi nổi trên các công trường giao thông trọng điểm, sẽ có thêm nhiều cung đường tiếp tục được mở, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Vâng, thưa quý vị, thưa anh Tiến Tú, Tết là dịp để mỗi gia đình, đoàn viên và sum họp với nhau, đúng không ạ? Vâng, đúng vậy thưa chị Khánh Thư. Thế nhưng, ở vùng biển đảo Tiền Tiêu, thềm lục địa của Tổ quốc, thì mỗi cán bộ chiến sĩ có một định nghĩa khác về đoàn viên và sum họp. Vâng, và trong những thời khắc này, không khí đón Tết ở mọi miền của Tổ quốc đang rộn ràng. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với không khí đón Tết của các cán bộ chiến sĩ giữa bốn bề sóng vỗ tại quần đảo Trường Sa và các nhà giàn DK qua phóng sự ngay sau đây. Thấy bánh chưng là thấy Tết, thấy được hương vị quê hương. Ở nơi đảo xa, chiếc bánh chưng lại càng thêm ý nghĩa khi được gói ghém trong đó rất nhiều tình cảm. Những chậu quất, cành đào, cành mai mang mùa xuân về với biển đảo. Hội trường, nơi đón giao thừa, băng rôn khẩu hiệu mừng đảng, mừng xuân cùng mâm ngũ quả được bày biện khéo léo từ đôi bàn tay và tình đoàn kết của quân và dân trên đảo. Trường Sa không xa, Trường Sa đã gần hết với đất liền trong cái sự tình thương, đoàn kết, sự gắn bó mật thiết giữa tình quân dân trên đảo, đặc biệt là cái sự tương trợ, giúp đỡ nhau. Những người lính đảo cùng nhau chia sẻ quà Tết, cùng trò chuyện, cùng đàn hát. Tết xa nhà nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Với những chiến sĩ mới ra nhận nhiệm vụ tại đảo, thì đây sẽ là một cái Tết thật đặc biệt. Lần đầu tiên ăn Tết tại quần đảo Trường Sa, bản thân tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi được cùng với các anh em chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tết trên đảo Trường Sa không những có những tình cảm của các đồng chí đồng đội thương yêu, mà cái tình cảm đó nó được tăng lên gấp đôi, đó là có sự động viên của gia đình. Bản thân tôi luôn xác định tốt mọi nhiệm vụ được giao, an tâm tư tưởng công tác. Nằm trên vùng thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, các nhà giàn DK1 được ví như cột mốc vững vàng giữa biển khơi. Không khí đón xuân mới ở đây cũng vui tươi, đầm ấm với hoa đào, hoa mai, bánh, mứt, kẹo, những nhu yếu phẩm và những món quà cùng rất nhiều tình cảm của quân và dân cả nước từ đất liền gửi ra giúp những người lính biển thêm ấm lòng. Khi mà đón Tết ở trên nhà giàn thì là cái sự nhớ nhà, nhớ người thân thì nó không thể tránh khỏi. Nhưng mà cán bộ chiến sĩ nhà giàn của tôi thì luôn yên tâm công tác, quán triệt cái bản thân là quyết giữ gìn vững chủ quyền biển đảo. Thì vào những dịp Tết á, thì trên cương vị là chính trị viên, bản thân tôi luôn sâu sát tìm hiểu, động viên những cái đồng chí là trên nhà giàn, đặc biệt là những đồng chí mà mới lần đầu tiên công tác trên nhà giàn. Giữa biển khơi, những người lính hải quân trên các nhà giàn DK1 thường xuyên nêu cao cảnh giác, duy trì các ca kiếp trực 24/24 giờ. Niềm vui của các anh chỉ trọn vẹn khi nhân dân và cả nước đón Tết yên bình. Sẵn sàng chiến đấu của vùng đã triển khai cho các tàu trực và các nhà giàn hoạt động trên biển. Đấy thì trong quá trình hoạt động thì sẽ tăng cường, trong những ngày lễ Tết thì sẽ tăng cường các kiếp trực. Nó không như bình thường nữa, chúng ta tăng cường lên gấp đôi, không để bị động bất ngờ trên biển, sẵn sàng xử trí các tình huống. Trong những gian nan vất vả của các anh, càng làm cho chúng ta thêm thấu hiểu hơn sự hy sinh của các anh chính là niềm vui, niềm hạnh phúc trong niềm vui chung, cuộc đoàn viên lớn của cả dân tộc. Đó cũng là vinh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ cùng tình yêu quê hương, đất nước, ngày đêm vững vàng tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và canh giữ cho những mùa xuân an lành trên mọi miền quê hương Việt Nam. Thưa
quý vị, chiều nay 31 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, Hà Nội trở nên yên ả và tĩnh lặng. Sự tất bật hối hả của tháng ngày trước đó đã nhường chỗ cho những phút thảnh thơi khác lạ. Sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự về một Hà Nội ngày cuối năm Tân Sửu. Trong không khí se lạnh của buổi chiều cuối năm, đi giữa những con phố Hà Nội, lòng người càng thấy lâng lâng, dâng trào cảm xúc. Đối với người Hà Nội, chiều 30 Tết là một điều gì đó thật đặc biệt và giàu ý nghĩa. Năm nay thì tình hình dịch bệnh cũng khác so với năm ngoái, nên là Hà Nội cũng bình yên hơn, thấy mọi người cũng bớt náo nhiệt hơn so với mọi năm. Ga Hà Nội chiều 29 Tết chỉ còn lác đác những hành khách ra tàu để về nhà kịp đón giao thừa. Sau một thời gian dài tham gia chống dịch nên không có thời gian về thăm gia đình. Tết năm nay, ngay sau khi kết thúc ca trực của mình, bác sĩ Nguyễn Thiện Thế đã vội ra ga mua vé tàu để về quê. Hôm nay là 29 Tết là cũng ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Đấy thì bây giờ thì mới xong việc để mà có thể về nhà với gia đình, với mẹ. Mẹ nhắn như tin là một năm rồi chưa về đấy. Là nghẹn trong lòng, không thể mô tả bằng lời những cái cảm xúc lúc đấy. Những chuyến tàu cuối năm còn có nhiều điều khác lạ. Nhân viên trên tàu và cả hành khách đều bâng khuâng. 7 năm trên tàu, ăn Tết trên tàu, ra thừa trên tàu. 5 năm thứ 7. Có mỗi năm một cảm xúc riêng. Bồi hồi, vợ lại dính Covid. Vợ anh cũng người sắt trên tàu này, dính Covid, đang cách ly tại cơ quan. Tàu lăn bánh như chở cả mùa xuân từ Bắc đến Nam, mang theo nhiều nụ cười trước khoảnh khắc sum họp, đoàn viên. Một năm cũ sắp khép lại với bao nỗi lo toan và một năm mới cũng đang đến, hứa hẹn những điều mới mẻ, bình an ở phía trước. Thưa quý vị, đất nước ta đang chuyển trạng thái từ không COVID-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ, các hoạt động xã hội, sản xuất kinh doanh đang từng bước được khôi phục, nhiều khu vực vùng xanh được mở rộng, tinh thần cuộc sống của người dân có sức sống vui tươi, lạc quan hơn. Tuy cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, nhưng trong những ngày Tết này, mỗi người dân chúng ta cũng không được chủ quan trong tự bảo vệ mình, bảo vệ cho người thân và toàn xã hội. Mời quý vị và các bạn đến với những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Minh Nguyên, bác sĩ bệnh viện điều trị bệnh COVID-19 ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là 29 Tết và hiện thì tôi đang có mặt tại một nơi hết sức là đặc biệt. Đó là Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây thì sẽ có khoảng hơn 270 bác sĩ sẽ trực xuyên Tết để phục vụ cho công tác thu dung và điều trị người bệnh COVID-19. Và ngay lúc này đây bên cạnh tôi là bác sĩ Nguyễn Minh Nguyên. Vâng, xin chào bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bác sĩ có thể cho biết là trong khi mà cái tình hình dịch tại Hà Nội thì đang hết sức là căng thẳng và dịch thì không ngoại trừ Tết. Vậy thì bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 cũng đã có sự phân bổ trực Tết như thế nào để có thể bảo đảm được công tác điều trị? Kính thưa chị và các bạn khán giả, thì bệnh viện điều trị người bệnh COVID thì hiện tại thì có gần 200 bệnh nhân, trong đó thì chủ yếu là bệnh nhân tầng 2 và tầng 3. Cái đối tượng bệnh nhân rất là nặng. Hiện tại thì chúng tôi đang có 9 đơn nguyên. Để đảm bảo thì mỗi tôi trực vẫn có khoảng 10 bác sĩ. Và cái lực lượng điều dưỡng thì lên tới khoảng 40-50 người. Trực là 2K3 kíp. Thì sau đó thì đến giai đoạn Tết thì cố gắng là chuyển lên là trực trong vòng 24 giờ. Vâng, thưa bác sĩ, trong cái trường hợp mà dịch sẽ có thể rất là căng thẳng và trong cái dịp Tết và sau Tết Nguyên đán và số lượng các ca tăng nặng có thể nhiều hơn rất là nhiều, thì bệnh viện cũng đã có những cái kịch bản như thế nào để bảo đảm được cái việc điều trị không bị ngắt quãng hay quá tải ạ? Thì ngoài lực lượng chính là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, còn có các đội ngũ hỗ trợ, ví dụ như là Bệnh viện Sanh Pôn, Bệnh viện Hà Giang và lực lượng nữa là Bệnh viện Thanh Hóa. Bối cảnh là gì, là nguy cơ dịch tăng lên, chúng tôi cũng có các phương án dự phòng, ví dụ như là gì, có các cái lịch tăng cường hay là gì, có thể phải mở thêm các đơn nguyên liên quan đến hồi sức để điều trị các bệnh nhân nặng. Năm nay là năm đầu tiên các bác sĩ đón Tết tại một bệnh viện hết sức là đặc biệt. Vậy thì các bác sĩ có gặp phải những cái áp lực hay khó khăn gì hay không ạ? Đón Tết ở bệnh viện là cái điều đó là gì, là xảy ra rất là nhiều.
Tuy nhiên là năm nay thì là một cái Tết đặc biệt, đó, Tết đón ở bệnh viện COVID có rất nhiều cái mới, nhiều bệnh nhân nặng hơn, nhiều bệnh nhân nhiều tầng hơn. Nên là cái áp lực dành cho các bác sĩ rất là lớn, và làm sao để điều trị được và quản lý và hỗ trợ được khoảng 200 bệnh nhân để hồi sức tầng 2, tầng 3, đó là một trong những cái thử thách. Năm mới thì đang đến gần, vậy ước mong của bác sĩ trong năm mới này là gì ạ? Cũng mong muốn là gì, là dịch sớm chấm dứt, chuyển cái bệnh lý về COVID sang một cái bệnh lý thông thường, làm sao chúng ta có thể sống chung với COVID an toàn và có thể phát triển được kinh tế cho đất nước. Vâng, cũng xin chúc cho những ước mong năm mới của bác sĩ sẽ trở thành hiện thực. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Cảm ơn chị. Năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của người dân, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Dù vậy, trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều người vẫn lạc quan, tin tưởng và kỳ vọng một năm mới mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn, một năm khởi sắc hơn, dịch bệnh sớm kết thúc để cuộc sống người dân trở lại bình thường. Hãy cùng đến với những ước vọng năm mới của khán giả truyền hình Nhân dân ngay sau đây. Hy vọng vào năm mới thì trước tiên thì tôi mong tình hình dịch bệnh COVID-19 nó sẽ diễn biến đỡ phức tạp hơn để bà con nhân dân có điều kiện tiếp tục làm việc và sinh sống. Trong năm mới thì mong bà con sẽ là mọi việc được thuận lợi hơn. Ra hy vọng một năm mới thì lúc nào cũng mong là đẩy lùi được dịch bệnh, mong sao hết dịch để cho cuộc sống nó yên bình trở lại. Em hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát và tất cả người dân của thủ đô Hà Nội nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng có thể đón một cái Tết an lành và hạnh phúc và an toàn ạ. Mong muốn rằng trong 2022 thì nhà nước có thể mở rộng thị trường bay quốc tế để đón chờ khách du lịch tới. Bước sang năm mới thì mong đại dịch đi qua và kinh tế của đất nước nó ổn định và thành phố Đà Nẵng này nó phát triển ổn định hơn. Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là năm 2022 này đại dịch sẽ kết thúc, ít nhất là kết thúc về cơ bản, và tất cả cái đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực đó được phục hồi. Em cũng mong muốn rằng năm sau thì đại dịch sẽ được đẩy lùi, kinh tế sẽ được phục hồi và phát triển hơn để người dân có cuộc sống sung túc ấm no hơn bây giờ. Thưa quý vị, chắc hẳn nhiều người sẽ quan tâm tới thời tiết đêm giao thừa và sáng mai liệu có thuận lợi cho các hoạt động đón Tết vui xuân hay không. Vâng, để giải đáp những thắc mắc của anh Tiến Tú thì sau đây biên tập viên Hồng Tươi sẽ gửi tới quý vị khán giả những thông tin về thời tiết cho đêm giao thừa và ngày mai mùng 1. Vâng, thưa chị Khánh Thư và anh Tiến Tú. Thưa quý vị, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Và lúc này thì Bắc Bộ vẫn đang chịu tác động của không khí lạnh mạnh nên trời rét sâu. Dự báo vào thời khắc giao thừa thì hầu khắp miền Bắc sẽ có mưa nặng hạt và nhiệt độ xuống thấp. Đặc biệt tại các điểm núi cao như là Phê Oắc, Mẫu Sơn, Pha Đin hay là cả đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ thấp dưới 3 độ. Cộng thêm những cơn mưa nên khả năng cao có thể xuất hiện mưa tuyết cũng như là băng giá. Đêm giao thừa tại thủ đô Hà Nội vẫn duy trì những cơn mưa nhỏ với nền nhiệt chỉ từ 10 cho đến 12 độ. Sang ngày mai, ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần, Hà Nội có mưa nhỏ buổi sáng, trưa chiều trời khô ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá mức là 16 độ. Không khí lạnh tác động mạnh cũng khiến Bắc và Trung Trung Bộ nhiều mây và có mưa trong đêm nay. Thời điểm giao thừa ở thành phố Đà Nẵng trời rét nhẹ, nhiệt độ chỉ từ 19 cho đến 20 độ, trời nhiều mây, đôi lúc có mưa nhưng lượng không quá lớn. Dự báo sang ngày mai, Đà Nẵng sẽ tạnh giáo, có nắng nhẹ về chiều, nhiệt độ ngày sẽ khoảng dưới 25 độ, không khí khá mát mẻ. Thời tiết thuận lợi nhất trên cả nước chính là ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khi mà trong đêm giao thừa, cả hai khu vực đều không mưa và trời quang đãng. Nhiệt độ tại Tây Nguyên sẽ ở mức rét nhẹ là từ 16 cho đến 19 độ, Nam Bộ có mức nhiệt là từ 23 cho đến 25 độ, trời mát mẻ. Trong đêm nay, nhờ những luồng gió biển mà cái nóng tại thành phố Hồ Chí Minh được dịu lại và vào thời khắc giao thừa, nhiệt độ tại đây sẽ chỉ trong khoảng là từ 24 cho đến 25 độ. Vào ngày mùng 1 Tết, nhiệt độ ngày tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ trong khoảng 31 cho đến 33 độ, hơi nóng về trưa và chiều. Thưa quý vị, những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều ngày hôm nay 31 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.
Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện, xin được chúc quý khán giả một năm mới 2022 an khang thịnh vượng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.